Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay được biết Lệ đưa Phước Sửu đi để tham khảo những cái thị trường bất động sản tại Bình Dương và Đồng Nai thì rất là vui, bởi vì đến một cái dự án rất là đẹp, gọi là nhất là cần nhất cần thị gì cần gian tham cần lộ, đúng không? Đúng rồi, đã đầy đủ hết tất cả các ba yếu tố, đó là nhất cần thị, gì cần gian, tam cần lộ, thì chỉ đúng có rồi. Dự án Đời Gió Riverside của chủ đầu tư An Gia. Đúng rồi, một cái sông Đồng Nai rất là lớn luôn. Nhìn ra một cây cầu Đồng Nai bắt từ Sài Gòn qua Đồng Nai, phải không? Dạ đúng rồi. Cần lộ thì cần khoảng 100 mét là tới một cái giao lộ rất là lớn, là chỗ đường đây là tỉnh lộ và ra bên kia là đại lộ, xa lộ Hà Nội. Đúng rồi, và bên đó mình còn kết hợp với tuyến metro 1 số 1 nữa đó. Và đặc biệt nữa là mình gần với lại bến xe miền Đông đó, cũng là cái tuyến mà bến Thành, Suối Tiên, tuyến cuối ha anh ha. Ngoài ra đây, ở đây thì rất là nhiều siêu thị, trường học, bệnh viện, gọi là rất là cần thị luôn, phải không? Đúng rồi. Một cái dự án rất là đẹp của An Gia, và một trong những cái dòng sản phẩm của An Gia phát triển và được rất là nhiều khách hàng đón nhận. Với tổng quy mô của căn hộ là gần 3 hecta và có rồi. Khoảng 43.000 căn hộ. Dạ đúng rồi. Còn 3.000 căn hộ, và trong đó bên sau này mình sẽ hiện hữu lên là hai lóc, và mỗi lóc của chúng dự án sẽ cao 40 tầng. Dự án mình sẽ cao 40 tầng anh ha. Có rất là nhiều tiện ích từ hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, gọi là spa hoặc chăm sóc sắc đẹp đầy đủ toàn diện. Có có một tầng 3 là chuyên về tất cả những cái tiện ích dành cho trẻ em và những cái tiện ích như Phước Sửu đưa ra. Và cái phần long môn. Đúng rồi, mình sẽ có phần long môn, mà đặc biệt nữa là cái phần sân thượng của mình á, là sẽ là hồ bơi sky view đó, rất là đẹp. Rồi, một cái hồ bơi rất là khác đẹp. Khác biệt với một số căn hộ khác nữa. Để mà tham khảo thêm về Đời Gió thì quý anh chị và khách hàng tìm hiểu thêm những cái dòng sản phẩm mà An Gia đã tung ra thị trường và được khách hàng đón nhận rất là nhiều. Điều đầu tiên mà một cái sản phẩm mà Phước Sửu đang gọi là rất là thích ở An Gia, đó là sản phẩm ở quận 7. Thì biết Lệ có thể là chia sẻ một tí cái thông tin về cái dòng sản phẩm tại quận 7 mà An Gia đang triển khai rất là đẹp hay không? Ok anh, thì trước mắt anh nhìn thấy ha, thì đây là dự án River Panorama tại quận 7, một dự án đã khá thành công. Phải dùng là từ rất thành công luôn. Đúng rồi. Đó thì khi mà cư dân mình nhận nhà thì bên dự án mình đã bàn giao vào tháng 11 năm 2020, và khách hàng khi vào ở và đánh giá rất cao về tất cả tiện ích cũng như về thiết kế của khu căn hộ này. Đó thì ngoài việc thành công của cái dự án tại quận 7 này thì mình còn có thêm một cái dự án nữa, đó là Sky 89. Dạ, anh có nghe qua dự án này chưa? Trời ơi, khách hàng của mình phản hồi rất là tốt. Dạ. Khi mà vào đây ở thì tất cả những cái tiện ích và cái cách thiết kế của căn hộ này rất là thông thoáng. Điều một cái điều đặc biệt trong cái dịch Covid vừa rồi thì khách hàng lựa chọn cái Sky này là một cái tâm điểm rất là đến rất là nhiều. Bởi vì ở đây á, là thứ nhất là chất lượng của công trình, cái thứ nhì là quản lý đội ngũ bảo vệ, và những cái tiện ích ở khu vực này nó đáp ứng đầy đủ cho khách hàng. Dạ đúng rồi anh, đó không ngừng bởi dự án Sky 89 này, chủ đầu tư An Gia còn phát triển rất nhiều khu vực nữa. Cụ thể đó là dự án Đời Sống, dự án Đời Sống Vũng Tàu, một biểu tượng ha. Khi chúng ta di chuyển về Vũng Tàu chúng ta sẽ thấy được một cái biểu tượng khá là nổi tiếng luôn. Cái vị trí này có phải là cái vị trí ngay cái chỗ bùng binh, mà một cái bùng binh rất là lớn, cả gọi là một cái biểu tượng tại Vũng Tàu. Thì mình đi vào thay gần cái bùng binh đó thì mình thấy gọi là dự án này không? Dạ đúng rồi, bây giờ hiện tại là chủ đầu tư bên em đã bàn giao dự án này rồi. Cư dân ví dụ như bên em là chuyên về condotel nghỉ dưỡng, theo kiểu khách sạn nghỉ dưỡng á, thì khi cư dân mà di chuyển về Vũng Tàu để du lịch nghỉ dưỡng thì sẽ chọn dự án Đời Sống này là nơi làm khu nghỉ dưỡng cho mình đó. Quá tuyệt vời, một trong những cái dự án gọi là tâm bão của An Gia tại Vũng Tàu. Dạ. Và một cái dự án gọi là làm mưa làm gió. Nói đến Bình Chánh và nói đến cái tiệm Great Gray này thì ai cũng biết gọi là do An Gia đầu tư và phát triển. Thì Miss Lệ có thể chia sẻ cái dòng sản phẩm này rõ hơn cho quý anh chị ở đây biết rõ về cái dự án này hay không? Dạ, đối với dự án Great Gray này thì thứ nhất nó là vị trí chúng ta không cần phải bàn nữa, đó là nằm ngay trung tâm hành chính Bình Chánh. Đúng rồi. Một quỹ đất là khá hiếm ha. Bây giờ để tìm một cái dự án mà gần với khu hành chính đầy đủ tất cả các tiện ích như giáo dục, y tế, trường học thì hầu như là không có, chỉ có là Great Gray này có thôi. Và bên dự án là hình thành nên là 4 block
và đến hiện tại đã cất nóc rồi. Thì sẽ sớm bàn giao nhà, và trong đó chắc là ngày em được mời đi tân gia của quý anh chị khách hàng cũng sẽ tới gần rồi đó. Quá tuyệt vời. Thì khi trước giờ là rất là nhiều căn hộ, rất là nhiều sản phẩm mà An Gia gọi là triển khai, thì Mỹ Lệ ơi, có cái những cái dòng sản phẩm nào mà thấp tầng không? Có anh, ở ngoài khu vực Vũng Tàu, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là mình không nói rồi đó, bên em còn lấn sang đó là Bình Dương nữa đó, đã triển khai là khu đô thị nhà phố. Mà hiện tại nha, khu đô thị nhà phố bên em là thiết kế theo kiểu là resort cao cấp và đầy đủ hết tất cả các tiện ích, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe, làm cái này là resort tại nhà phố. Đúng rồi à, nên là hiện tại bên em đã bàn giao rồi. Ví dụ như mình có thích về cái xu hướng mà theo kiểu nghỉ dưỡng mà biệt lập á, đó thì mình có thể liên hệ hoặc là mình có thể ghé tham quan để cân nhắc về dự án Standard Bình Dương đó. Và đặc biệt hơn nữa là dự án Standard Bình Dương đã bàn giao rồi, nên là khi anh chị mua thì anh chị không phải cần mừng tưởng căn nhà của mình như thế nào ra sao ha. Thì đó rất là điều điểm cộng cho chủ đầu tư An Gia. Rất là nhiều cái sản phẩm mà An Gia mang lại cho khách hàng. Và một trong những khách hàng đã mua như Phước Sửu đã phỏng vấn thì họ gọi là họ rất là tâm đắc về chủ đầu tư này. Và gần như là 5 sao đánh giá cho chủ đầu tư này, đến nỗi là khi mà những dòng sản phẩm của An Gia bàn giao triển khai bán thì được khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Không phải là ai cũng có thể mua được mà phải bốc thăm hay là ráp căn theo một hình thức rất là gay cấn. Dạ đúng rồi, đối với dự án Đời Gió đó, hiện tại là bên mình sẽ bùng nổ và ra mắt vào quý 4 của 2020 này, em xin lỗi, 2022. Thì đó, thì bây giờ hiện tại là khách hàng được thu hút rất là nhiều, và cái số lượng booking ưu tiên vị trí để chọn những căn tầng đẹp giá tốt thì cũng đã có rồi. Đó, thì nếu mà anh chị khách hàng đang quan tâm về dòng sản phẩm của chủ đầu tư An Gia, đặc biệt là Đời Sống ở giai đoạn Đời Gió ở giai đoạn đầu, thì có thể liên hệ đến anh Sửu hay là Lễ để được tư vấn những vị trí đẹp nhất, có tính thanh khoản cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.